Kính thưa quý vị khán giả, Lạng Sơn có 231 km đường biên tiếp giáp với khu tự trị dân tộc Choang của tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Từ năm 2015 đến năm 2018, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn nổi lên các đường dây tội phạm ma túy lớn hoạt động xuyên quốc gia theo cả hai chiều. Heroin từ các tỉnh nội địa qua Lạng Sơn sang Trung Quốc và ngược lại, ma túy tổng hợp, tiền chất từ Trung Quốc thẩm lậu vào địa bàn Lạng Sơn về các tỉnh tiêu thụ. Trong đó, Vi Văn Thế, một tên trùm có máu mặt, điều hành một đường dây với hơn 20 đối tượng trải dài ở nhiều tỉnh thành, gồm cả Tây Bắc, Tây Nguyên và móc ngoặc với nhiều đối tượng bên Trung Quốc. Hồ sơ về tên trùm ma túy này là một dấu ấn về công tác đấu tranh với tội phạm ma túy của Công an tỉnh Lạng Sơn. Năm 2015, qua hoạt động nghiệp vụ, trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện ra đối tượng tình nghi là Vi Văn Thế, sinh năm 1971, nhà ở phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, có nhiều biểu hiện nghi vấn. Là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh xuyên quốc gia. Với số lượng đặc biệt lớn lên tới hàng trăm bánh heroin trong mỗi lần giao dịch. Đây là đối tượng nghiện. Nghiện rất nặng, một thời gian rất lâu rồi. Không có công an việc làm gì, mà thường xuyên là đối tượng qua lại khu vực biên giới. Và có dấu hiệu quan hệ rất phức tạp. Đặc biệt là những đối tượng kể cả bên Việt Nam, bên phía Trung Quốc có sinh phục biên giới. Với điều kiện như thế, những đối tượng thế thì đi xe rất là đẹp. Xây, có tiền xây mua đất, xây biệt thự tại khu vực Phú Lộc, đấy, những cái bất minh rất lớn. Để chúng tôi có cái niềm tin khẳng định là đối tượng như thế đang tham gia vi phạm pháp luật, mà đây là mua bán trái phép chất ma túy. Vi Văn Thế có rất nhiều thủ đoạn tinh vi và nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp, nên rất khó để nắm lịch trình di biến động cũng như các giao dịch làm ăn của hắn. Ở địa phương, Thế có một vỏ bọc hoàn hảo. Hắn rất hào phóng trong việc chi tiền, đóng góp ủng hộ các hoạt động phong trào đoàn thể hay xây dựng các công trình phúc lợi. Với vỏ bọc như vậy, nên rất dễ được lòng chính quyền cơ sở và người dân xung quanh. Tuy nhiên, qua công tác xác minh, cơ quan công an đã phát hiện hắn có nhiều điểm nghi vấn bởi các mối quan hệ với các nhóm đối tượng ma túy. Các đối tượng này hoạt động có tổ chức, mua bán vận chuyển ma túy có sự câu kết, móc nối của Vi Văn Thế với các đối tượng ở nhiều tỉnh, thành phố, trong nước và cả các đối tượng bên Trung Quốc. Nắm chắc được những thông tin như vậy, ngày 2 tháng 6 năm 2016, Công an tỉnh Lạng Sơn đã xác lập chuyên án mang bí số 616M để đấu tranh. Đến ngày 7 tháng 6 năm 2016, ban chuyên án đã bắt giữ được đối tượng đầu tiên. Trong quá trình bắt quả tang đối tượng là đầu tiên là 5 bánh ma túy. Đối tượng có khai là vận chuyển cho một đối tượng ở trong cái huyện Cao Lộc. Các cái đối tượng giao hàng cũng như là đối tượng nhận hàng chỉ biết là đến cái điểm hẹn và đối tượng sẽ giao cho một cái túi hàng trong đó có ma túy để vận chuyển vào khu vực biên giới, và các cái đối tượng vận chuyển thì cũng không biết là đối tượng chủ mưu cầm đầu là ai. Vũ Văn Mạnh, trú tại xã Ia Mút, huyện Ia Ca, tỉnh Đắk Lắk. Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Mạnh một mực khẳng định mình được một người đàn ông tên gọi là Sấn thuê vận chuyển ma túy vào Cao Lộc. Quá trình điều tra, cơ quan công an cũng đã xác định lời khai của Mạnh là chính xác. Trên thực tế, để giữ bí mật, trong quá trình thực hiện hành vi, các đối tượng mua bán ma túy thường sử dụng tên giả, tên lóng để gọi và trao đổi với nhau, khiến cơ quan công an gặp nhiều khó khăn trong quá trình thu thập thông tin về nhân thân, lai lịch và hoạt động phạm tội của chúng. Vì vậy, thông tin nhỏ nhoi về người đàn ông tên gọi là Sấn thực sự khiến cơ quan điều tra phải đau đầu. Tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án xác định tại xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn có một người tên là Vi Văn Sấn. Vi Văn Sấn thì đúng là đối tượng có tiền án, tiền sự về tội ma túy và một số tội khác. Đối tượng này thì đặc biệt là ở vùng biên, họ không có công ăn việc làm. Đối tượng này sinh năm 92, rất là trẻ,
cũng nổi lên là một đối tượng, nhà thì ở khu vực biên giới rất khó khăn, ở khu vực Xuất Lễ, nhưng đối tượng đã xây nhà 3-4 tầng và mua xe ô tô, cũng là một trong đối tượng nổi nhất của khu vực Xuất Lễ. Đặc biệt quá trình trinh sát cũng cho thấy Vi Văn Sấn có mối quan hệ với Vi Văn Thế. Tuy nhiên, tài liệu thu thập lúc này chưa đủ để đấu tranh, bắt giữ đối với hai đối tượng này. Tiếp tục nghiên cứu về đường dây của Thế, cơ quan điều tra đã lên được hồ sơ hoạt động, vai trò, vị trí của các đối tượng trong đường dây. Các đối tượng được chia thành nhiều nhóm, hoạt động độc lập với nhau, đều đặt dưới sự điều hành chỉ đạo của Vi Văn Thế. Chúng có sự phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng khi thực hiện mua bán vận chuyển ma túy từ Việt Nam sang Trung Quốc tiêu thụ. Sấn này là đối tượng chính, là nhận ma túy từ cái thành phố Lạng Sơn, vận chuyển vào chỗ xã Xuất Lễ rồi chuyển cho người Trung Quốc qua đường biên giới. Cái nhánh thứ hai thì là qua cái đối tượng Hoàng Văn Pó ở chỗ xã Bảo Lâm, cũng thuộc huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, chủ yếu là từ nhận từ chỗ Đồng Đăng, thì thuộc huyện Cao Lộc, Lạng Sơn, sau đó vận chuyển vào xã Bảo Lâm, sau đó từ Bảo Lâm chuyển lên mốc đường mốc biên giới. Ban chuyên án tiếp tục chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp trinh sát để thu thập thông tin tài liệu, qua đó đã xác định Vi Văn Thế có mối quan hệ làm ăn trực tiếp, trao đổi giao dịch mua bán ma túy với rất nhiều đối tượng bên Trung Quốc. Ban chuyên án nhận định nếu chỉ áp dụng biện pháp nghiệp vụ với các đối tượng bên Việt Nam thì không thể đánh giá hết được tính chất, mức độ, quy luật, phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng. Chính vì vậy, để bóc gỡ triệt để đường dây ma túy do Thế cầm đầu, ban chuyên án quyết định đi một nước cờ có tính đột phá, đó là chỉ đạo phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiến hành trao đổi thông tin tài liệu về đường dây ma túy của Vi Văn Thế với Tổng đội Phòng chống ma túy, Công an, Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc để phía bạn cùng phối hợp xác minh. Sự chia sẻ thông tin, cái sự hợp tác trong cái quốc tế đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy, đây là một trong những cái điều kiện hết sức là quan trọng để triệt phá thành công các cái đường dây hoạt động ma túy liên tỉnh xuyên quốc gia, cũng như theo cái sự chỉ đạo của Bộ Công an là chúng ta đấu tranh với tội phạm về ma túy, không đánh khúc giữa, không đánh khúc cuối mà chúng ta triệt phá toàn bộ đường dây. Ngày 5 tháng 3 năm 2018, Công an Trung Quốc đã bắt giữ hai đối tượng tên là Cam Văn Phong và Dư Thành Huy, đều là người Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc, về hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 178 bánh heroin. Quá trình đấu tranh khai thác, hai đối tượng này khai nhận từ đầu năm 2018 đã cùng với một đối tượng người Việt Nam vận chuyển chót lọt sang Trung Quốc 500 bánh heroin. Qua sự trao đổi bên phía họ với phía bạn ấy, thì bạn cung cấp là cái đối tượng cung cấp hàng trực tiếp và chỉ đạo trực tiếp và sau đó nhận tiền là có biệt hiệu là bánh rán, người Việt Nam mà thường xuyên sinh sống ở khu vực biên giới, biết nhà, chỉ biết là nhà ở khu vực biên giới. Đấy, khu vực là giáp biên giới khoảng 5-7 km. Bánh rán chắc chắn phải là một tên trùm ma túy gan to tầm cỡ mới dám buôn bán ma túy với tính chất quy mô lớn như vậy. Ngày 16 tháng 5 năm 2018, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án và áp dụng các biện pháp điều tra để tìm hiểu bánh rán là ai. Từ những thông tin thu thập được về đặc điểm nhân dạng, quy cách giao hàng của đối tượng bánh rán mà phía Trung Quốc cung cấp, ban chuyên án nhận thấy đối tượng này có nhiều điểm trùng khớp với Vi Văn Thế. Để làm rõ bánh rán có phải là Vi Văn Thế hay không và sự liên quan giữa hai đối tượng người Trung Quốc với Vi Văn Thế, ban chuyên án đã cử một tổ công tác đến Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc để trực tiếp đấu tranh khai thác, ghi lời khai của Cam Văn Phong và Dư Thành Huy. Chúng tôi được cử sang bên trại tạm giam của phía Trung Tả Trung Quốc, nơi giam giữ hai đối tượng người Trung Quốc. Yêu cầu đối tượng, đề nghị đối tượng nhận dạng, thì đối tượng chỉ rõ mặt Vi Văn Thế. Đến thời điểm đấy thì khẳng định là Vi Văn Thế là đối tượng chủ mưu cầm đầu trong rất nhiều những vụ án. Không phải là chỉ 170 bánh, 79 bánh mà chúng viện bắt được, số lượng bạn bắt được thời điểm đấy thôi. Còn thực chất trong cái chuyến đấy, đối tượng Cam Văn Phong khai là đối tượng đã nhận 499 bánh.
Thế qua cái tài liệu do hai đối tượng Huy và Phong cung cấp và nhận dạng khẳng định ông chủ bánh rán người phía Nam chính là Vi Văn Thế, thì đây là cái tài liệu quyết định, tôi đã tính quyết định để ban chuyên án tính toán việc đấu tranh trực diện. Từ đây, đường dây ma túy do Vi Văn Thế cầm đầu hoạt động mang tính chất xuyên quốc gia với số lượng đặc biệt lớn đã lộ diện. Với phương thức thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, hoạt động manh động, liều lĩnh và đặc biệt phức tạp. Ban chuyên án đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an nhất trí thành lập Ban chỉ đạo chuyên án chung giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc để tăng cường công tác chỉ đạo, quyết tâm đấu tranh triệt phá toàn bộ đường dây. Trong đó, Công an Việt Nam triệt xóa bắt giữ các đối tượng trong chuyên án người Việt Nam hoạt động mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy trên lãnh thổ Việt Nam. Công an Trung Quốc bắt giữ các đối tượng trong chuyên án người Trung Quốc hoạt động mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy trên lãnh thổ nước Trung Quốc. Những thông tin về các chuyên án ma túy ngày càng được trao đổi thường xuyên cho nhau. Từ đây, chuyên án bước sang một giai đoạn mới. Lúc đấy đối tượng vẫn xác định rõ là giữa Việt Nam với Trung Quốc, là kể cả đối tượng bên Trung Quốc bắt thì là xử lý bên Trung Quốc. Còn đối tượng người Việt Nam thì bắt thì có tài liệu chứng cứ thì mới bắt được đối tượng. Nên là đối tượng cũng vẫn tiếp tục chỉ đạo các đối tượng trong đường dây hoạt động. Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ tài liệu và đảm bảo các yếu tố chính trị pháp luật nghiệp vụ, ban chuyên án tiến hành phá giai đoạn 2 của chuyên án, bắt giữ các mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy, những người có liên hệ trực tiếp với Vi Văn Thế. Ngày 17 tháng 6 năm 2018, ban chuyên án chỉ đạo tổ chức các lực lượng đồng loạt tiến hành khởi tố 7 đối tượng gồm Nông Văn Léng, Hoàng Viết Hưng, cùng trú tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, Lý Văn Xèo, Lý Văn Tường, Lý Văn Phóng, cùng trú tại xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Đây đều là các đối tượng tay sai trong đường dây ma túy do Vi Văn Thế trực tiếp điều hành. Đối với nhóm thứ hai trong đường dây của Vi Văn Thế, do đối tượng Vi Văn Sơn, trú tại xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc cầm đầu. Ban chuyên án đã lên kế hoạch tỉ mỉ để xác minh từng đối tượng. Vì Sấn là người trực tiếp gặp Vi Văn Thế, nên việc bắt giữ Sấn có ý nghĩa đặc biệt trong chuyên án này. Chúng tôi xác định là các đối tượng đang cất giấu ma túy tại xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc. Ngay sau khi nhận được thông tin thì ban chuyên án đã tổ chức họp bàn và cử một tổ trinh sát triệu tập bí mật đối tượng Vi Văn Sấn lên để làm việc. Đồng thời là xác định cái vị trí mà các đối tượng có khả năng sẽ giấu ma túy. Và các trinh sát còn lại là giám sát chặt chẽ mọi di biến động của các đối tượng liên quan. Đúng 12 giờ 30 phút ngày 19 tháng 7 năm 2018, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Hà Văn Dựng, một đàn em của Sấn sinh năm 1974, trú tại thôn Bản Vàng, xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, đã phát hiện và thu giữ 20 bánh heroin được cất giấu tại khu chuồng nuôi gia cầm gia súc phía sau nhà. Trên cơ sở tài liệu chứng cứ thu giữ, được ban chuyên án đã đồng loạt triển khai bắt giữ 5 đối tượng cùng trú tại huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn về hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy. Quá trình đấu tranh, các đối tượng này đã nhận dạng được Vi Văn Thế, kẻ chủ mưu cầm đầu trong đường dây này, chính là người đàn ông có biệt danh bánh rán khi thực hiện các giao dịch mua bán ma túy mà hai đối tượng người Trung Quốc Cam Văn Phong và Dư Thành Huy đã khai trước đó. Sau một loạt các đối tượng tay chân bị bắt, dường như Vi Văn Thế đã nhìn thấy chiếc còng số 8 sắp được trao vào tay mình, nên hắn đã nhanh chân bỏ trốn khỏi Lạng Sơn. Ban chuyên án đã nghiên cứu toàn diện sâu sắc về con người này và nhận định Thế đã có kinh nghiệm trong việc đối phó với lực lượng chức năng, là kẻ cầm đầu nguy hiểm, có nhiều mối quan hệ phức tạp trong và ngoài nước. Lệnh cấm xuất cảnh nóng đối với Vi Văn Thế được áp dụng, đồng thời mọi mối quan hệ của hắn đều được áp dụng chặt chẽ. Vào buổi chiều thì chúng tôi xác định được là qua các biện pháp trinh sát thì xác định được là đối tượng đã trốn khỏi Lạng Sơn. Nhưng khi
Lúc đấy thì chưa thể xác định được là đối tượng thi theo hướng nào, mà nhiều những tính toán thì nhiều khả năng đối tượng sẽ qua Trung Quốc, bởi vì đối tượng có rất nhiều mối quan hệ Trung Quốc. Nhưng sau đấy thì ông biện pháp trinh sát thì lại chỉ xác định được là đối tượng không đi theo hướng Trung Quốc, bởi vì đối tượng chắc cũng tính toán là cái việc nếu sang Trung Quốc cũng chẳng lại bị bắt, bởi vì các đối tượng đồng bọn bên Trung Quốc đã bị bắt. Trưa ngày 21 tháng 7 năm 2018, ban chuyên án nhận được thông tin Vi Văn Thế đang lẩn trốn ở quận Long Biên, Hà Nội và chuẩn bị lên đường vào Nghệ An để chạy trốn sang Lào. Tổ công tác của Công an tỉnh Lạng Sơn đã theo sát đối tượng vào gần khu vực thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An và tính toán đây là điểm hợp lý nhất để bắt giữ đối tượng. Đồng thời một tổ công tác của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy cũng đã có mặt sẵn ở khu vực này phối hợp đón lõng. Quá trình hỏi cung, Vi Văn Thế rất ngoan cố, nhất quyết không thừa nhận hành vi của mình. Điều tra viên đã sử dụng những câu hỏi sắc bén đánh thẳng vào tâm lý đối tượng, kết hợp với những tài liệu chứng cứ đã thu thập được từ phía Trung Quốc là lời khai của đồng phạm, đồng thời đưa ra những tình huống bất ngờ. Quyết định khiến Vi Văn Thế dù ngoan cố đến đâu cũng không thể phủ nhận việc làm phạm pháp của mình. Dưới sự chỉ đạo của Thế, heroin được các đối tượng mua tại biên giới sát Lào như Đắk Lắk, Sơn La, sau đó vận chuyển về địa bàn biên giới Lạng Sơn, cất giấu trong nhà, ngoài vườn, trên đồi, núi và những nơi bí mật. Khi nào thống nhất xong vì giá cả, địa điểm, thời gian, phương thức giao nhận ma túy sẽ trực tiếp hoặc thuê người vận chuyển đến nơi cất giấu ma túy theo các đường mòn lối mở, ít có sự quản lý của lực lượng chức năng, để đưa ma túy sang Trung Quốc tiêu thụ. Các đối tượng thường thuê từ 3 đến 5 người vận chuyển, người thân trong gia đình hoặc bạn bè tin cậy. Các đối tượng vận chuyển thuê chỉ biết được nhiệm vụ của mình trong giai đoạn đó, cung đường đó, chứ không được tham gia toàn bộ quá trình hoạt động phạm tội. Chúng thường xuyên thay đổi người vận chuyển và các đối tượng này hoàn toàn không quen biết nhau. Cơ quan điều tra đã chứng minh được, trong thời gian từ năm 2016 đến 2018, Vi Văn Thế và đồng bọn đã câu kết với một đối tượng phạm tội người Trung Quốc, buôn bán chót lọt tổng cộng 676 bánh heroin. Tiếp tục mở rộng đấu tranh, ban chuyên án đã chỉ đạo bắt thêm 6 đối tượng nữa. Như vậy, sau hơn 2 năm đấu tranh với đường dây mua bán trái phép chất ma túy do Vi Văn Thế cầm đầu, ban chuyên án đã bắt giữ 20 đối tượng. Bị can hình thành các cái đường dây, hình thành cái đường dây vận chuyển ma túy và với cái sự liên kết gần như thành các cái công đoạn, tức là từng công đoạn, các cái công đoạn cách nhau là không thể liên hệ với nhau. Đấy, do vậy là cũng là một cái rất là khó khăn cho cái công tác đấu tranh khám phá vụ án. Riêng đối với cái đối tượng Vi Văn Thế thì đây là một cái đối tượng mà phải nói là đặc biệt nguy hiểm. Là đối tượng chính có vai trò cầm đầu trong vụ án. Thế tuy nhiên thì quá trình điều tra thì bị can ngay từ khi bắt cho đến khi ra tại phiên tòa, bị cáo gần như là không khai nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên là căn cứ vào các cái tài liệu với các cái đối tượng mà được liên quan trực tiếp đối với lại Vi Văn Thế thì chúng tôi đã có đủ căn cứ để chứng minh và truy tố bị can Vi Văn Thế ra trước tòa. Từ năm 2017 đến năm 2019, Tòa án Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã đưa các vụ án ma túy liên quan đến đường dây ma túy do Vi Văn Thế cầm đầu ra xét xử. Theo nội dung của bản án, từ năm 2016 đến tháng 7 năm 2018, các bị cáo đã mua bán vận chuyển 676 bánh ma túy heroin. Tòa án Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tuyên tử hình đối với 16 bị cáo. Tất nhiên trong đó có ông trùm Vi Văn Thế. Ngoài ra hội đồng xét xử cũng tuyên 3 án chung thân và 1 án 20 năm tù cho các bị cáo còn lại. Các bị cáo là thực hiện cái hành vi là nguy hiểm xã hội với cái khối lượng ma túy là rất lớn và các bị cáo đều nhận thức được cái việc mua bán trái phép chất ma túy là vi phạm pháp luật. Nhưng mà do cái động cơ mục đích là thu lợi
hưởng lợi, hám lợi, nên là các bị cáo đã cố ý thực hiện tội phạm và đã xâm hại những cái chế độ độc quyền quản lý chất ma túy của nhà nước. Với cái tính chất nghiêm trọng như vậy, đã được xác định là vụ án trọng điểm, nên là chúng tôi sau khi mà thụ lý giải quyết cái vụ án này thì chỉ diễn ra trong vòng 16 ngày sau khi thụ lý thì chúng tôi đã có quyết định đưa vụ án ra xét xử. Nhưng mà do cái tính chất mức độ của vụ án là nó rất nghiêm trọng và nó rắc rối, nên là liên quan đến nhiều đối tượng nên phiên tòa mở lần đầu đã phải hoãn. Nhưng mà đến sau đó thì chúng tôi ấn định ngay thời gian xét xử và đã xét xử ngay từ khi thụ lý cho đến khi xét xử là 1 tháng 12 ngày là chúng tôi đã xử được vụ án này rồi. Ngày 23 tháng 8 năm 2018, tại thành phố Nam Kinh, khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây Trung Quốc, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc đã tổ chức họp báo quốc tế và kết quả đấu tranh với chuyên án 616M của Việt Nam, tức là chuyên án 305 của Trung Quốc, bóc gỡ triệt phá thành công đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, quy mô lớn giữa lực lượng phòng chống ma túy công an hai nước Việt Nam-Trung Quốc. Trong chuyên án đấu tranh chung này, phía Trung Quốc đã bắt giữ 7 đối tượng, thu giữ 179 bánh heroin. Năm 2018, Tòa Nhân dân Trung Quốc cũng đã xét xử tử hình 6 bị cáo và xử chung thân 1 bị cáo. Tại buổi họp báo, Bộ Công an hai nước khẳng định đây là đường dây ma túy lớn và phức tạp nhất từ trước đến nay do Công an hai nước đấu tranh triệt xóa thành công và sẽ là tiền đề để hai bên tiếp tục phát huy phối hợp, đấu tranh, xóa thành công nhiều chuyên án chung lớn nữa trong tương lai. Vi Văn Thế có hai đời vợ. Người vợ đầu tiên của hắn cũng đang chịu mức án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy. Hắn với vợ đầu có một người con. Giờ đây khi cả bố lẫn mẹ đều phải nhận án tử hình, không biết đứa trẻ ấy sẽ trưởng thành thế nào khi mà cả cha và mẹ đều không ở bên. Với người vợ sau, Thế có hai người con. Con út của Thế vừa sinh được vài tháng thì hắn bị bắt. Giờ đây mỗi ngày trong trại giam của Thế sẽ là những ngày sống trong ân hận, sám hối. Lợi nhuận khổng lồ từ việc mua bán ma túy có thể giúp người ta xây được nhà đẹp. Nhưng tất cả những điều đó đều vô nghĩa khi phải lĩnh án tử. Mọi sự hối hận của tên trùm ma túy Vi Văn Thế giờ đây đã là quá muộn màng. Thưa quý vị khán giả, có thể nói, việc triệt phá thành công đường dây mua bán vận chuyển ma túy xuyên quốc gia với số lượng lớn, bắt giữ được đối tượng chủ mưu cầm đầu đã thể hiện được sự mưu trí dũng cảm của lực lượng công an Việt Nam nói chung và công an tỉnh Lạng Sơn nói riêng trong đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy. Đặc biệt, thể hiện dấu ấn đậm nét nhất của công tác hợp tác quốc tế giữa Việt Nam và các nước láng giềng Trung Quốc. Đến đây, chương trình hồ sơ vụ án kỳ này cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.